trên đấy để phục vụ mẹ chứ. Thế tại sao bố lại phải tự ăn cơm nhà? Bởi Trong khi vì bố quá to so với chiếc giường mẹ nằm, chỉ đổi để chỉ đủ chỗ cho ba người nằm thôi. Thế tại sao con với em chóp không nằm xuống dưới đất để bố nằm? Không, nếu như em và con nằm dưới đất có mày bị ốm mà. Thế nhưng mà tại sao ông lại xúc cơm cho mẹ rồi là bón sữa cho em còn không cho bố? Bởi vì bố lớn rồi, lớp bố là em bé à. Thì bông cũng lớn rồi gì? Nhưng con tự xúc ăn cho con thôi. Thì thế thì xong là bông phải xúc ăn cho bố nữa chứ. Bố em bé, bố em bé, nghe nghe. Bố là em bé khóc nghe nghe. Bố là em bé khóc nghe nghe. Như thế thì bố chẳng chết đói à? Xúc ăn cho mình. Nhưng mà bố Tại nghĩ sao là lại phải xúc cháo cho mẹ? Mẹ cũng lớn rồi mà. Ôi, đây, mẹ thì được xúc mà tại sao bố không được xúc? nhưng mà mẹ, nhưng mà lúc đấy thì mẹ đang mệt, mẹ đâu có tự xúc được Thì đâu. bố đi đi lại lại bố mang đồ cho mẹ thì bố cũng bị mệt đấy. Thì bố như thế thì, nhưng mà bố có mệt thì đâu bố tự đi vào xúc ăn cho mình. Con Sao lại không mệt? Con mới tự là người không mệt đấy. con đã bón cháo mẹ, bón cháo cho em, rồi bón cháo cho mẹ, đút sữa cho em, một con lấy nước Thế cho thì bây giờ mẹ là hay là rồi. như thế này đi. À, để mẹ tự ăn xong là bông bón cháo cho bố. Không, con chỉ bón cháo mẹ với em thôi. Thế không yêu bố à? Hả? Thế không yêu bố à? Làm gì ấy? Nhưng mà như thế không sợ bố buồn à? Bố buồn thì bố về, bố buồn thì bố về nhà chơi với bạn búp bê. Nhưng mà bố con trai thì ai lại chơi búp bê? Thì bố mua siêu nhân về chơi. Nhưng mà bố lớn rồi làm sao lại chơi siêu nhân được? Thì bố mua cả bóng về đá bóng. Nhưng mà bố lại không biết đá bóng thì làm nào mà đá Thì bóng phải có người đá cùng chứ. sốt được cái nhưng mà đây đá bóng dễ Bóng thì làm gì mà dễ, khó chứ. mà, dễ lúc nào ra sân ở ngoài kia con chỉ cho. Thế á, thế sáng mai dậy làm gì nào, nói lại nào, để bố nhớ lại lịch trình nào. Còn không nói Không nói thì sáng mai là bố cứ ngủ thôi nha. đánh răng thì đánh răng rửa mặt đi ăn sáng rồi. Thế á, thế mà đi ăn sáng xong về nhà làm gì? Về nhà thì ngủ luôn. Thế á, thế thì để bố đi chuẩn bị tăm với lại tăm bông cho bông nhá. Con là bố. Bố cứ lên viện bố cứ đòi con bán cháo bố. Thì bố Còn đi nếu lại như nhiều thì bố mệt không chứ làm biết sao. đá, nếu như bố không biết đá bóng thì mua ba bông về tự mà đi bán đi. Thì bông đi bán đi. Bây giờ ở nhà thì bố mẹ đều phải đi làm, còn em chót thì nằm trong bụng mẹ, còn chị bông thì chẳng phải làm gì. Con được nghỉ không? Chủ nhật con được nghỉ không? Có, chả được nghỉ đấy. Thì bình thường con đi học toàn đi chơi ấy. Con có học gì đâu. Hôm nay học chữ còn đến tận 5 giờ mới về đây. Nhưng gì, thôi học chữ dốt như thế thì đi bán tăm rồi. Nhưng mà nếu như có nhiều thời gian để ngủ nướng thì vui hơn. Thì đấy, thì ngủ nướng dậy xong đi bán tăm với bán tăm bông. Được không? Bố tự đi vào đấy. Thì bố phải đi làm mà. Bố đi làm ra tiền rồi, mẹ đi làm ra tiền rồi. Còn bông thì chẳng làm ra tiền, thì bông chẳng đi bán tăm mà. Đồng tiền ở đâu? Ôi giời, đồng tiền ở bông đáng bao nhiêu? Tiền đấy để làm gì? Thế mà hôm qua mua đồ cho em bé mà bông không, chị bông không đưa cho mẹ. Hả? Đấy là
tiền để mua quần áo cho em bé khi em bé lớn hơn một chút thôi. Thế thì bố mang đi bố tiêu nhá. Không. Bố mang tiền đi uống bia nhá. Không. Tại sao? Bởi vì tiền đấy chỉ dành cho mua quần áo cho em bé khi em bé lớn hơn một chút thôi rồi. Nhưng mà mua xe ô tô xây nhà rồi. Nhưng mà bố nghĩ là bố phải đi uống bia thì bố mới xây được nhà chứ. Không uống bia thì làm sao mà xây được nhà? Thế bố, nhưng mà bố có dụng cụ xây nhà đâu? Có chứ sao không có, thì lấy tiền đấy để mua dụng cụ xây nhà. Thôi, nhưng mà đấy là tiền đấy thì con chỉ dùng để người ta xây nhà cho mình xong rồi mình đi mua xe ô tô rồi. Rồi, thế quay mặt ra đây xem nào. Không thể quay á? Tắt cái điện đi. Ai tắt cái điện đi? Bố. Thế nói như nào? Thế thì cứ để nguyên nha. Bố này, không tắt thì thôi. Không tắt thì bông tắt đi. Ông thôi mông ơi. À bạn mông thôi mông đã ngủ rồi.